Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái quá trình mà mình đã xin học bổng du học Ấn Độ như thế nào. Mặc dù là mình xin thạc sĩ nhưng mà cái việc xin đại học thì cũng giống y gì như thạc sĩ đúng không? Video này sẽ rất là dài nên là không có mang khoai đồ, chúng ta sẽ phải vào luôn chủ đề chính luôn nha. Vậy thì cái đầu tiên ấy, làm thế nào mà mình biết được học bổng Ấn Độ thì mình rất là may mắn, tại vì chị mình là giảng viên của trường Thủy Lợi ấy. Thế là chị mình cũng nói chung là ở trường thì cũng các anh chị giảng viên các thứ cũng đi du học nhiều ấy, có nhiều người đi các nước khác nhau ấy. Xong may lúc đấy thì chị mình hỏi được một anh Thuyết ở trường Thủy Lợi, thì anh ấy đi học bổng du học Ấn Độ, anh học bổng toàn phần ấy, và anh ấy học bổng kép. Thế là xong chị cũng hỏi thông tin cho mình và chị kiểu quảng cái thông tin cho mình xử lý các thứ, và cuối cùng là mình kiểu apply xong rồi mình đi. Thì thực sự là ấy, cái học bổng của Ấn Độ mình cảm thấy là nó là một cái học bổng mà dễ nhất 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 trong các loại học bổng rồi. Nếu mà bạn nào mà còn không đạt được học bổng Ấn Độ hay không đủ tiêu chuẩn để mà thi học bổng Ấn Độ thì thôi, thì không có thể là học bổng nào trên thế giới này nữa. Theo như mình gọi là mình cũng đã gọi là tìm hiểu và sang cũng khá là nhiều rồi. Ok, vậy thì tại sao cái học bổng Ấn Độ này nó lại dễ dàng là như vậy? Vậy tại sao là cái học bổng này Ấn Độ này nó dễ? Bởi vì là nó không yêu cầu bạn trình độ tiếng Anh đúng không? Bình thường học bổng thì nó phải yêu cầu bạn một cái trình độ tiếng Anh nào đấy, nhưng mà tuy nhiên để mà chứng minh, để mà xin được cái học bổng này thì bạn cũng sẽ phải chứng minh khả năng tiếng Anh của mình thông qua cái bài test, thông qua cái bài phỏng vấn mình sẽ nói sau. Nhưng mà nó không yêu cầu bạn tiếng Anh đã là một cái gọi là sự sung sướng quá lớn rồi. Và cái thứ hai nữa là các cái thủ tục và giấy tờ ấy, là học bổng này thực ra nó cũng rất là nhanh, nó cũng không có gì nhiều ấy. Như bình thường mình thấy các học bổng khác nó phải rất là nhiều cái, như kiểu làm proposal các thứ, xong rồi là phải làm kiểu letter recommendation các thứ, mấy cái mà kiểu thư giới thiệu của thầy này, xong rồi phải proposal nếu cho thạc sĩ tiến sĩ các thứ này đều phải có hết đầy đủ. Nhưng mà riêng học bổng này thì không có. Và cái học bổng này mình thấy là thời gian chuẩn bị của nó cũng khá là nhanh. Tuy nhiên thì bạn nên nhớ rằng là học bổng luôn luôn có sự cạnh tranh, và không bao giờ được nghĩ rằng là ôi học Ấn Độ thì ai đi. Hồi đầu tiên mình có một suy nghĩ vô cùng sai lầm như vậy, nhưng mà khi mà mình đi thi học bổng thì mình đã biết là rất có nhiều người đi và người ta đã hơn mình ở cái gọi là cái điểm bắt đầu. Tại vì sao? Tại vì là chia sẻ với các bạn luôn, ở trường quốc gia ấy, có một cái khoa Đông Phương học, và trong đấy có một ngành Ấn Độ học mà các bạn đã đi nhiều lắm luôn. Và tốt nhất là các bạn có thể là apply từ cấp 3, hoặc nói chung là tốt nghiệp cấp 3, hoặc là các bạn thi từ cấp 3 ấy, tốt nhất là nên thi về nguyện vọng vào cái vừa ngành vừa rồi mình vừa nói, thì sau đấy các bạn đi đại học cũng được, không sao hết, muộn 1 năm 2 năm không sao cả. Tại sao á? Tại vì là cái học đại học ở Ấn Độ nó có 3 năm thôi à, nên nếu mình có muộn 1 2 năm không sao hết. Và cái thứ hai nữa đấy là đi đại học thì nó hơi khó một chút nha, bởi vì bao giờ thì học đại học học bổng nó cũng cho ít hơn, học bổng mà của đại học của thạc sĩ thì sẽ nhiều hơn, nên là cơ hội của mình cũng cao hơn. Mà mình vừa cái check cái thông tin năm vừa rồi ấy, năm 2000, nói chung là mình cảm thấy là càng ngày số lượng học bổng càng nhiều. Ngày xưa mình đi có khoảng tầm 30, bây giờ đã lên kiểu gần 48, gần 50 gì ấy. Tóm lại là mình thấy học bổng cảm giác là càng ngày càng càng nhiều lên. Tuy nhiên thì số lượng các bạn kiểu đi đến học bổng này cũng nhiều đúng không? Mình đã nói rồi, bạn nào mà xem video này chính là những người cạnh tranh với cả các bạn. Thậm chí có nhiều người ta không xem hay người ta chưa biết đến kênh này thì người ta cũng đã biết đến học bổng này rồi. Càng sau thì càng khó. Tuy nhiên thì mình cũng không có việc gì, mình cũng phải kiểu sợ gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì là mình cũng sẽ chia sẻ luôn cho mọi người, đấy là cái việc mà mình được học bổng này hoàn toàn là mình không phải quan tâm cho cha này, hay là mình cũng không hề là kiểu học cái trường đó, học cái trường gọi là nhân văn đó, thì tại sao mình có cơ hội đúng không? Thực ra ấy, cái học bổng này ấy, nó 80% là cho sinh viên trường nhân văn, cho nên là các bạn cố gắng vào được cái trường nhân văn, cái khoa đó thì tốt. Bởi vì là cái người ngoài thực ra cơ hội nó rất là ít. Cái hồi đầu tiên ấy mình cũng ngây thơ, mình nghĩ rằng là mình sẽ dễ dàng đạt được ấy, nhưng mà sau đấy thì mình mới biết được rằng là chỉ có 20% cơ hội, mà 20% cơ hội đó thì dành cho người trường ngoài. Mà trong khi cái ngày đấy là hồi đấy là cả là trong số 10 bạn thì có 8 bạn là đã học trường quốc gia, thì có một bạn thì lại là một cái anh mà tốt nghiệp trường Bách Khoa ấy, mà mọi người biết là học Bách Khoa anh học Computer Science, thì học ở bên Ấn Độ nó rất là mạnh về cái Computer Science, xem cái kiểu Engineering các thứ, IT các thứ ấy. Nên là hồi đấy thì gần như mình là cái đứa kiểu duy nhất mà cái suất mà duy nhất mà còn sót lại của việc là một đứa học trường ngoài, xong lại
lại không phải, thậm chí không phải là học cái gì liên quan đến kiểu mấy cái IT các thứ, thì mình thấy ra số mình thực ra cũng quá may mắn. Nhưng mà bù lại thì mình cũng sẽ chia sẻ ngay cho mọi người luôn và ngay cho mọi người là về cái việc chuẩn quá trình chuẩn bị cho cái học bổng này như thế nào, và cái việc không phải chỉ riêng mình may mắn mà thực ra mình sẽ phải có những cái mà kiểu phải hơn người ta ấy để mà có thể kiểu loại các bạn học sinh quốc gia, nếu mà ví dụ như các bạn không vào được trường quốc gia đúng không, hoặc là nếu mà các bạn vào được trường quốc gia rồi thì tất cả cái đống sinh viên học các ngành Ấn Độ đấy đều đi thi, cho nên là làm sao để bạn, nói chung là nói thẳng ra loại bạn của bạn đúng không. Mình sẽ có những cái tips mà mình chia sẻ luôn cho các bạn sau đây. Cái thứ nhất này, cái học bổng này thì bạn cần phải chuẩn bị gì? Thông thường thì học bổng này bạn sẽ kiểu điền cái đơn form thì rất là bình thường thôi, không vấn đề gì. Điền hoàn toàn tất cả là đều điền bằng tiếng Anh hết. Thế nên là cũng có nhiều bạn hỏi là chị ơi có cần tiếng Anh, tiếng Ít các thứ gì không? Thì có thể là một cái specific score gì đấy thì người ta không yêu cầu. Ok, IELTS 6.5 hay 7.2 vân vân bla bla. Nhưng nếu như mà bạn không biết tiếng Anh thì sao bạn có thể kiểu từ cái khâu chuẩn bị hồ sơ bạn đã kiểu face problem rồi. Thì bây giờ tất nhiên là bạn có thể Google Translate hay gì gì đó, tóm lại là mình cũng sẽ giúp hỗ trợ các bạn tối đa, nhưng mà mình nên biết rằng là gì ạ, mình nên biết rằng là bao giờ cái người mà giỏi hơn thì cũng kiểu nắm quyền lợi thế hơn đúng không. Vậy thì ok, cái đơn form thì không có vấn đề gì nhá. Cái thứ hai là về chọn trường thì người ta sẽ có link chọn trường cho bạn rất 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 nhiều luôn. Và bạn thông thường thì mình thấy là học MBA thì nó rất là nhẹ nhàng mà không vất vả, nói chung là hàng ngành xã hội thì không vất vả, nhưng học ngành kiểu khoa học các thứ ấy, liên quan đến kiểu lab biết các thứ rồi phải vào phòng lab nghiên cứu các thứ vân 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 thì khoa kiểu về về science thì khá là vất vả, nên mình khuyên các bạn tóm lại là đừng nên theo phải học về science, học cái gì về xã hội như kiểu về MBA hay là về mấy cái mà như kiểu journalism gì 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 đấy. Và tiếp theo ấy đấy là cái phần mà đi kiểu khám sức khỏe ấy, thì nhớ là đi khám sức khỏe, nhớ bạn là em đi học bổng, em đi học Ấn Độ thì người ta sẽ có form riêng. Đi khám sức khỏe thì mình có thể khám ở cả bệnh viện gì ở chỗ đường đường ấy nhỉ, thẳng đường Tôn Đức Thắng ấy nhỉ, Saint Paul đúng không, hoặc là nói chung là khám sức khỏe thì cũng có một số bệnh viện ấy mà người ta làm ấy mà kiểu được chính phủ chấp nhận, trong đấy có bệnh viện Saint Paul. Ngoài ra thì mình thực ra nhá, người ta không yêu cầu là phải có chứng chỉ của ngoại ngữ ấy, nhưng mà hồi đấy mình có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì mình cũng kèm thêm vào này, với cả là người ta không yêu cầu là có letter recommendation ấy, kiểu thư giới thiệu của thầy ấy, nhưng mà hồi đấy mình cũng viết vào, mình viết vào hai cái, mình viết vào kiểu thư giới thiệu của thầy hiệu trưởng của mình các thứ, với cả cô giáo dạy mình chủ nhiệm các thứ thì mấy cái đấy thì cũng không khó, nếu mà bạn nào cần thì mình sẽ có thể gửi cho các bạn, hình như là mình sẽ gửi cho các bạn cái là mẫu viết như thế nào ấy, cái đấy thì cũng đơn giản thôi, bình thường thôi. Xong mình viết vào nhá, xong mình sẽ xin chữ ký của thầy này, xong xin đóng dấu này, xong cái form mà bạn viết ấy thì bạn sẽ phải in, tức là bạn sẽ gắn logo của trường các thứ, tóm lại là phải làm cho form trông thật sự chuyên nghiệp luôn, gắn logo của trường này, gắn thông tin kiểu address các thứ, email các thứ của trường như nào, trông nó thật chuyên nghiệp lên. Và cái từ việc chuẩn bị hồ sơ nhớ là phải thật hoành tráng và thật kiểu công phu kỹ lưỡng từng tí một, bởi vì cái cách mà bạn chuẩn bị hồ sơ cũng chính là cái cách mà sau này bạn sẽ kiểu đối diện với cả cái kiểu giải quyết tất cả cái vấn đề sau này, hiểu không? Đó, và nhớ rằng là những cái người ta không hỏi cố gắng kiểu chuẩn bị càng kỹ lưỡng càng tốt. Hoặc là cái bảng điểm thì là chuyện đương nhiên rồi, bảng điểm đi thì công chứng các thứ thì mình thấy những cái đấy bảng điểm hay bảng đại học các thứ thì đấy là chuyện đương nhiên rồi, không biết là gì. Nhưng mà thực ra thì hồi đấy thực ra là tại vì điểm mình cũng khá là tốt. Đấy, tất cả những cái đấy đâu có ai yêu cầu đâu, nhưng mình vẫn đưa vào ấy. Và cái hồi đấy điểm của mình khá tốt, thực ra thì điểm của mình nó thuộc dạng là kiểu thủ khoa ấy, nên là nó cũng khá là cao ấy. Mình nghĩ thực ra điểm nó chỉ là một phần thôi, cũng không phải là nhờ cái điểm đấy mà mình được học bổng, nhưng mà rõ ràng là cái điểm đấy là đánh bật bao nhiêu là bạn khác rồi, các bạn nó chỉ bảy mấy thôi đúng không, nhưng mà cố gắng là kiểu đứng thấp quá. Còn đương nhiên là học đại học mình nghĩ là độ cạnh tranh nó sẽ cao hơn, nhất là cái em gì đang muốn em đang muốn apply chị Duy à, thì nó sẽ khó hơn bởi vì là số số học bổng của đại học mình nó ít hơn đấy đấy. Và rất là thật nhá, hồ sơ như thế xong xem có họ có yêu cầu gì điền vào này, xong đấy thì nộp cho họ này, thông thường là vào tầm học bổng này là nộp hồ sơ vào tầm tháng 1, hạ tháng 1 hoặc là tầm đầu tháng 2 là hết hạn ấy, sau đấy thì họ sẽ gọi đến phỏng vấn. Khi mà họ gọi đến phỏng vấn này, nhớ là hôm đấy ăn mặc phải thật chuyên nghiệp mà thật đẹp và thật kiểu hoành tráng. Hôm đấy mình nhớ nhất là chứ mình mặc kiểu quả vét viết của sơ mi các kiểu, tóm lại hôm đấy mặc hoành tráng lắm ấy, xong có một con bé hình như cái Hà hay sao ấy, nếu nhớ không nhầm là cái Hà sau này cũng được học bổng và nó kiểu đi học. Nó sang đến học báo chí, thì nó bảo là chị có phải đi học tiến sĩ không?
Xong mình nghĩ một cười, em bảo là ôi thế cái trông kiểu trông kiểu hoành tráng, hôm nay còn make up cái thứ cô khiếp trông xinh lắm ấy. Xong rồi chứ mình cứ nghĩ trong đầu mình nghĩ bảo là ơ thế hóa ra cứ kiểu hoành tráng liền là tiến sĩ à, nhiều khi mọi người suy nghĩ như thế cũng không đúng ấy. Nói chung là lúc bình thường như này thì không gì, nhưng mà lúc kiểu cần hoành tráng thì vẫn hoành tráng. Thì xong kiểu đến phỏng vấn thì ôi dồi ôi, thấy cũng đông bạn lắm, toàn vào học trường tự nhiên thôi. Thế xong hôm đấy thì đi phỏng vấn ấy thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau, bởi vì bây giờ cũng muộn rồi. Nhưng mà cái phần phỏng vấn mới là phần quan trọng, nhớ là phải theo dõi video sau nhá. Phần này mới là cái kỹ thuật để mà ăn điểm, với cả làm thế nào mà mình đã kiểu ghi được điểm ấy, và cuối cùng mình đã kiểu đánh bại tất cả những đứa khác để được chọn vào bổng này. Bye bye tất cả, xin chào mọi người, hẹn mọi người gặp vào ngày mai đi, mai kia gì đấy, ok.